Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Thải Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong thời gian vừa qua và rất nhiều các anh các chị, đặc biệt là rất nhiều các anh hoặc các em trai ở tất cả các tỉnh vô cùng rất xa về đây nhờ anh em chị Bình Dương ghi hình mà đăng tin để tìm vợ. Nhiều câu chuyện là vợ bị mất tiền hoặc vợ bị mất tài sản hoặc mất xe và vợ bỏ trốn luôn. Nhiều khi là ông chồng về đây khóc hết nước mắt để nhờ anh em chị Bình Dương đăng tin để tìm. Đến giờ phút này tìm rất nhiều các em gái hiện nay đã quay trở về cùng gia đình và đặc biệt về chồng với con. Nhưng mà đây cái thời gian gần đây nhất thì rất nhiều em gái rất trẻ, xinh đẹp, không hiểu lý do nào đó mà cứ một ngày bỏ chồng, bỏ con, đi đâu đó mất tích bí ẩn. Hy vọng là cô chú anh chị xem hết cuộc trò chuyện này. Đây là một người mẹ vợ và con rể, gọi là mẹ đi tìm con gái và chồng đi tìm vợ. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn xem hết câu chuyện này. Dạ, xin phép chào cô nhé. Dạ, cô có thể cô giới thiệu cô tên gì? Cô không biết. Cô nói chuyện lớn tiếng lên, nhìn vào đây. Cô tên cô Bí. Nguyễn Thị gì bé? Nguyễn Thị Bí. Đấy, con đoán là họ Nguyễn ngay. Con là cũng là họ Nguyễn đây. Cô bé nhiêu tuổi rồi? Cô Bí 54 tuổi. Cô bé 54 tuổi nhỉ? Dạ, con 50. Dạ. Cô bé đang ở đâu? Cô Bí. Cô nói chuyện to lên được không? Cô Bí. Cô có nói chuyện to được không? Cô đang ở đâu? Cô Bí ở Vũng Tàu. Cô bé Vũng Tàu à? Cô là không nói chuyện là to hay là sao vậy? Dạ. Từ trước là mình nói chuyện nhỏ vậy hả? Ô, nói chuyện nhỏ này khó nghe lắm. Cô Bí đứng ở Vũng Tàu. Cô bé Vũng Tàu. Hôm nay cô đi cùng với ai đây? Đi cùng với thằng rể. Thằng rể. Gọi là hai mẹ con đúng không? Dạ. Dạ. Con rể cô ở đâu vậy? Rể cũng ở Vũng Tàu. Ôi trời, vậy là hôm nay mẹ vợ và con rể đi từ Vũng Tàu về đây luôn. Dạ. Đi mấy xe? Đi một xe. Một xe. Ai chở ai? Con rể chở. Rể chở. Ôi con rể hôm nay chơi lớn, chơi tắt tay luôn. Chở mẹ vợ từ Vũng Tàu về Bình Dương luôn. Dạ. Rồi hôm nay hai mẹ con về đây nhờ anh em về chị Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ai đây? Dạ, mẹ thì tìm con gái. Con gái của họ tên là gì? Nguyễn Thị Bảo Trinh. Nguyễn Thị Bảo Trinh. Dạ. Trinh Tuyết đúng không? Dạ. Phải không? Dạ. Đúng không cô? Dạ. Trinh là CH hay là TR? TR. TR đúng không? Trinh đúng không? Dạ. Con gái cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 19 tuổi. Ôi giời ơi. Con gái 19 tuổi đã lấy chồng rồi. Dạ. Con gái cô giờ có con chưa? Cháu ngoại có cháu ngoại chưa? Dạ, cháu ngoại hai đứa. Hai đứa? Dạ. Ôi giời ơi. Cháu ngoại cô mấy tuổi rồi? Bé lớn được 3 tuổi rưỡi. 19 tuổi? Dạ. Có cháu 3 tuổi, có con 3 tuổi. Ờ, 3 tuổi rưỡi. Dạ, đúng 3 tuổi rưỡi. 3 tuổi rưỡi nữa cơ. Ừ. Ôi giời ơi. Rồi thằng nữa là 9 tháng, mới 9 tháng. Ôi giời ơi. 19 tuổi, hai đứa con. Ừ. Một bé 3 tuổi rưỡi. Ừ. Và bé 9 tháng. Dạ. Vậy là gia đình cô thời gian vừa rồi sống ở đâu? Ừ, nói chung là gốc là ở Khánh Hòa. Dạ. Còn sống ở Bình Dương, à sống ở Vũng Tàu. Ừ. Dạ, cô làm Vũng Tàu lập nghiệp. Cô làm nghề gì? Đi bán vé số. Bán vé số luôn hả? Dạ. Bán được nhiều không? Dạ, một ngày tại gia đình bán tầm bữa nào mà đắt. Cô nói to bán... lên con bị điếc. Bữa nào mà bán đắt á thì 3-4 người được 300 tờ. Ít vậy? Dạ. Mình thuê trọ hay mình có nhà ở Vũng Tàu? Dạ, vô đó lập nghiệp thuê trọ. Vẫn thuê trọ luôn? Dạ. Cô vô lâu năm, bao năm rồi? Mới năm ngoái. Mới năm ngoái, còn xa lắm. Thế từ từ, cố gắng dành dụm. Rồi, hôm nay cô cho con biết này, hôm nay cô đi cùng với con rể về đây nhờ anh em mình xếp Bình Dương ghi hình và đăng tin tìm con gái. Yeah. Là Nguyễn Thị Tú Trinh đúng không? Nguyễn Thị Bảo Trinh. Bảo Trinh ha. Yeah. 19 tuổi. Yeah. Yeah. Cô cho con biết này, cô có biết lý do tại sao mà con gái cô lại bỏ nhà đi không? Yeah, nói chung là gì rồi là hai vợ chồng là lục sục. Thì lục sục cái gì vậy? Thì con gái cô nói chung nó đi bán em nó đi bán gì nó đi bán cũng giấy số. Ôi giời ơi, trẻ thế này tại sao cho làm công ty mà cho đi bán vé số? Dạ nói chung là em nó mới sanh dậy á, mới sanh nhưng nghỉ ở nhà ăn dưỡng đi. Thì thằng chồng kêu cho ở nhà mà em nó không chịu, nó nói thôi để nó chích một tay với chồng. Con nhìn này là bất thường rồi, hỏng rồi. Là em gái xinh tươi bán vé số là 19 tuổi là như hot girl này. Chết ơi. Vậy là con gái cô đi bán vé số lâu chưa? Bao nhiêu năm rồi? Cô bán được mấy tháng à. Trước đây làm nghề gì?
Thì nói chung là hồi ở ngoài quê là người bán hàng rong, trái cây, bán trái cây Vậy là bán. cũng trình độ buôn bán rồi đây, đẳng cấp Dạ. đấy. Vậy là hàng ngày con gái cô đi thì bán được mấy giờ đến mấy giờ về? Từ 5 giờ chiều, bữa nay mà về sớm thì 10 giờ, bữa nay mà về chợ trễ thì 11, 12 giờ, có khi 12 giờ đêm. Ôi giời, ôi cha mẹ ơi. Con gái gì mà 19 tuổi bỏ lại hai người con thơ bán vé số từ sáng 12 giờ đêm. Con gái cô có sống chung với cô không? Chung nhà không? nhà cô đây, nhà Hai vợ phòng khách chồng sẵn đó. nhau, gọi là hai phòng trọ, Đúng một rồi, phòng mẹ và phòng con. đúng rồi, Ôi sống giời. chung với chồng. Thế là cô ở sát vách cô biết luôn. Sao cô không khuyên con cô là đi bán vé số để biết giờ biết giấc về thăm con chăm con Nói chứ? chung là khiên cho có khiên, Có khuyên không? có khiên mà em nó còn nhỏ quá, nói chung là nó ra đường nó nghe lời bạn bè. Bạn nào nữa? Cô khiên đại khái là bạn bè là đi bán, đại khái là bán trái cây trái đồ, Con cô đi bán vé số bằng phương tiện gì? đi xe máy. Ôi trời, ôi cha mẹ ơi, đi bán vé số lại bằng xe máy nữa. Bán vé số đi bộ, đi xe đạp, bán vé số đi xe máy là thời đại này công nghệ này được 7 8 chấm rồi. Vậy là mỗi ngày cô con gái cô có đem tiền về nhà không? Nói chung là thằng chồng nó cho nó là tự Tự bán. tự phụ giúp một Nhưng mà có phần đem nào được, cho con. nhưng có đem đồng tiền nào về bao giờ không? Thì nói chung là cô không có quản lý Cô không ai. biết đúng không? Cô thấy con gái cô thời gian gần đây là cô nói thật là thời gian là gần đây ấy, con gái cô ăn mặc đẹp không? Đi bán vé số nhưng ăn mặc đẹp không? Dạ, nói chung là đẹp. Đấy, con biết mà. Cái này con chưa hỏi cô, đúng không? Ở trên kia vừa rồi ấy, ở trên phòng ấy là con cũng chưa biết luôn, đúng không ạ? Nhưng xuống đây con chỉ hỏi hai ba câu là con biết rõ là cái câu chuyện nó tới đâu rồi. Đúng không ạ? Rõ ràng con chưa biết tên cô mà con chưa hỏi cô đâu, đúng không ạ? Giờ con mới hỏi. Đó, vậy là con đang có dấu hiệu là con thấy là cái dấu hiệu này nó bất thường rồi. Con gái cô ăn mặc rất đẹp, đi bán vé số mà đi thuộc dạng là đi thâu ngày thâu đêm, đúng không ạ? Có điều là không đi đến sáng thôi, Đúng nhưng rồi. nửa đêm rồi, đúng ra là đi bán đến chiều tối là phải về rồi, vì về nhà còn có chồng có con, đúng không ạ? Con rất nhỏ mà đi bán vé số này là con thấy là bất thường. Còn tiền bạc có bao nhiêu thì cái đấy vấn đề mình chưa quan tâm. Vậy là con gái cô về nhà có tâm sự với cô bao giờ không? Là mẹ ơi, hôm nay con thu hoạch ở bội thu, hôm nay con trúng mánh, con bán được nhiều không? Không luôn à? Dạ. Vậy là con gái cô ấy là một ngày là thường thường là cô biết là bán được chính xác là bao nhiêu tờ? Nói chung là một ngày là khi nào mà đắt em, nói chung là nó có hơi có năng sắc một chút, là có bữa là nó bán được 300 tờ, Ôi trời ơi. có bữa là nó bán 200 mấy tờ vô chừng, Con nào ế không cô? cũng có Tại sao ế ế? ế coi như là trường hợp là không, cô cũng nói thiệt là không có ế, mà những ngày là em nó mệt mỏi là nó điện cho mối, là mối hỗ trợ giùm. Giao lại. Thế con gái cô ấy là để lại hai người cháu ngoại ở nhà ai trông? Mà mấy hôm rồi hai vợ chồng nó ở thì nó cũng giao cho cô trông mà. Ôi giời ơi, khổ dữ vậy trời. Rồi đến giờ phút này là hai người cháu ngoại cô đâu rồi? Bây giờ hiện tại cũng ở với cô, Thế giờ ở nhà ai trông, ai giữ? là có con nhỏ, cô có con em cười nó 14 tuổi á. Cô lại còn người em nữa, à người con nữa. À, đang đang giữ hai đứa Đúng trẻ. rồi, con Gọi bé là nó dì đúng không? Dì đúng đúng không? rồi, gọi là Có gì quê gọi gì, quê cô à, quê nhà cô thì gọi bằng dì hay bằng cô? bằng gì Bằng dì nhá. Dì là em với em. cô nè. Dì là em mẹ đúng Dì không? đúng không? Con gái cô đúng không? Là Con đúng gái rồi, nhỏ cô đúng không? đúng rồi, Hiện nay kề kề con vợ thằng đây. đang trông giữ hai đứa trẻ đúng không? Gọi là dì. Có lời gọi dì, nó lời gọi bằng cô. Không gì. Rồi, vậy là đang giữ để cho cô và con rẻ cô lên đây, đúng không? Để Đi nhờ anh chung. em mình chứng minh ghi hình đúng không? Cô cho con biết này, con gái cô bỏ nhà đi mất tích lâu chưa? Tầm khoảng 2 tháng. Ôi giời ơi, 2 tháng rồi. Cha mẹ ơi. Tại là cô cũng nói thiệt là lúc là em nó đi á, là nó không cho biết, là nó đi luôn, nó bỏ, nó chỉ ẵm con đi thôi, đồ đạc đồ nó để trong phòng nhà trọ hết. Thì lúc đó là hai vợ chồng lục sục, thì cả chồng với cô là nghĩ là thôi cứ bực tức của nó để nó đi chơi vài hôm nó về đó. Thế mà đi 2 tháng mà không gọi về nhà luôn. Dạ Có gọi về không, nhà không cô? dạ không. Không thông báo gì. Sao giờ cô mới đi tìm?
Không, cô đi rồi, cô đi tùm lum hết. Sao cô không về đây tìm anh em, nhờ anh em? Thì nói chung là bây giờ cô, nói chung là cô dốt với cô mới vô á, thì cô cũng không quen biết gì ở đó nhiều. Xong rồi có cái bà chị đó cũng lớn tuổi, bà nói là bây giờ chỉ có mình chị lên ngay chỗ đây, chị nhờ coi như anh Hải là mới giúp được thôi. Cho nó em nó về để nó một tay với chồng thôi, chứ bây giờ chị có đi tìm rồi mất công là cái đám đó nó đã quấn đập rồi. Mà đám nào nữa cô? Đám nào quấn đập? Đám chưa có quấn mà nó cầm cây, nó chặn cây, xe lại luôn. Đám nào đây? Đám bạn của vợ em đây. Ôi giời, thế con gái cô đâu? Thì lúc đó là con gái cô là nó trốn ở hả? Nó núp ở trong. Mà con gái không lên tiếng để cho bạn ra hăm dọa gia đình. Dạ. Vậy là bạn trai bạn gái? Trai, hai đứa hai, trai. Hai thằng trai. Mấy đứa gái? Một đứa gái. Ôi giời, quỷ tha ma bắt rồi. Không rồi. Là cái đợt mà cô lên lần đầu tiên, cô với thằng rể cô lên á, là con đó nó ăn nói rất là đàng hoàng. Mà cái vừa rồi đây nó ào ra bữa kia đây là cô lên. Là thấy cô lên mấy hôm thì nó ở nhà. Vậy là cả mẹ vợ cả con rể là chạy tuột dép luôn. Dạ. Yeah. Chạy có mất dép không? Nói chung là thằng đây nó không thấy. Gần mất dép, nó cầm cây nó dí hả? Dạ. Ôi giờ hai mẹ vợ, cả mẹ vợ con rể chạy luôn. Ừ. Tuột dép luôn cô chú anh chị. Thì đó cái thằng nhỏ nó nói là nó đập cô mấy con rể cô cái nào chưa? Chưa. Chúng chưa? Chưa có đập. Nói chung là thấy, nhờ đây thấy, thằng rể nó không thấy, nó mất con lái chi nó hô chạy luôn hả? Dạ. Hô hai mẹ con chạy. Cái xong em hù em nói là nó kìa, báo công an thì nó lại dừng lại. Là nó dừng lại. Vậy là nó tụt trong 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 chỗ khác luôn, lấp luôn. Là tụi nó bây giờ đại khái là cô cho con biết trong này. Rừng chuối. Chuối trong rừng luôn. Ừ. Ăn hang ở lỗ rồi. Hồi kia là nó ở ngoài đường, nó mướn nhà trọ sát đồn công an luôn. Rồi cái hai mẹ con lên. Công an ở đâu? Công an ở Tân An, Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu. Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu đúng không? Dạ. Bây giờ em biết chỗ không? Dạ biết. Bây giờ vợ em còn ở đó không? Dạ chắc còn xe của anh. Chính xác không? Dạ. Rồi anh đến anh tống cổ cho. Tại vì nãy em có nhắn tin với lại cái anh mà hôm bữa chặn xe tụi em á. Anh kêu là muốn gì thì lên đây nói chuyện vợ con, mà em kêu là tự nhiên em đi lên nói chuyện vợ em mà mấy anh cầm cây cầm đồ ra chặn đường vậy. Anh kêu mà không biết mở miệng mà nói nữa. Vậy em hỏi anh chứ có ai mà đi ra nói chuyện người ta mà cầm cây mà đỡ nói chuyện không? Là cái con mà nó chứa vợ con đây á, nó đòi quýnh cả cô luôn. Nó đụ mẹ đụ má, mày tin không? Mày tin tao quýnh mày không? Nó nhào tới là lúc đó không có công an nữa. Được rồi, anh em sẽ hỗ trợ cô, giúp cô. Ừ. Yeah. Vậy là cô đến đây tìm mấy lần rồi? Nói chung là cô đi 2 lần, thằng rể cô đi 3 lần. Là 5 lần. Ừ. 5 lần bỏ chạy cả năm. Không. Hay là chạy mấy lần? Cái lần đầu á, lần mà lên ẩm thằng cu á, là cái lần đó không có chạy. Cái đám đó nó ăn nó rất là đàng hoàng. À. Đó. Thế còn lần thứ sau là lần thứ mấy chạy? Lần thứ hai là cô không đi, thằng rể cô đi. Là bị dí luôn. Đó. Là thằng rể vô, con biết địa điểm là vô cái phòng đó. Thì thấy mấy tụi nó tập trung ở trong đó. Đang làm gì vậy? Mà 2 giờ không sáng biết. Em không thấy rõ tại vì nó tắt tối đèn nó thui rồi. Mà 2 giờ rồi sáng bắt đầu rồi. Nó mới dí thằng rể cô. Cái thằng rể cô bắt đầu có mình nó. Có khi nào dân người ta tưởng ăn trộm không? Không. Dạ không ông anh. Chủ nhà trọ chủ ông biết. Nhà trọ biết em mà. Không biết. Tại vì đợt đầu tiên em lên em bắt con về là ông thấy mặt em một lần rồi. Với lại bà chủ nhà trọ đã thấy mặt em rồi. Rồi, ok bây giờ này, con xíu nữa con sẽ tiếp tục trò chuyện với cô. Ừ. Rồi, chào em trai. Dạ em chào anh ạ. Ừ, em trai biết em tên gì? Dạ em tên là Võ Thành Nghĩa. Võ Thành Nghĩa? Dạ. Ờ, Thành Danh Thành Nghĩa. Nghĩa nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 23 tuổi. 23 tuổi, vợ 19 tuổi. Em nguyên quán ở đâu? Dạ em nguyên quán ở xã Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa. Khánh Hòa luôn, cùng dạ, quê. Cùng quê, xã trước, xã trên, xã dưới. Ồ vậy là trước mình quen vợ là quen ở ngoài quê hay quen ở đây? Dạ quen ở ngoài quê anh. Ồ ngon dữ vậy. Em quen vợ lâu không? Dạ, vợ chồng em đó nhưng mà tính từ quen tới đến kết hôn đến ngày hôm nay là được 6 năm rồi. 6 năm rồi? Dạ. Ồ, vậy là em quen vợ lúc anh còn nhỏ đấy. Dạ. Ừ. Rồi em cho anh biết này. Cái thời gian gần đây nhất ấy là trước khi vợ mà bỏ đi ấy, mà vợ đi bán vé số theo mẹ vợ em chia sẻ là đi bán vé số là thâu ngày thâu đêm như vậy á. Dạ. Thì em thấy về vợ có gì bất thường không? Dạ, có anh. Vợ có gì bất thường? Tối vợ hai vợ chồng ngủ chung không? Dạ. Ít lắm, từ vợ chồng em không có không ngủ chung. Thế mình không làm chuyện đấy à? Dạ cũng có nhưng mà chừng nào mà kiểu như muốn làm thì đấy thôi, sự đồng ý của nó thôi, còn không thì thôi. Có nghĩa là phải được sự đồng ý. Dạ, còn không phải tuân lệnh đúng không? Dạ, giờ em phải nằm rồi, thôi là rồi ơi. Không rồi em ơi. Phí đời trai rồi. Chồng làm dưới đất giờ. Chồng làm dưới đất. Dạ.
Vợ bắt nằm dưới đất. Dạ. Không phải là giờ bắt nằm dưới đất mà giờ có cái dùa nó đuổi em, nó không cho em nằm, em cho ôi đất giờ nằm. Nó không cho khèo khèo đúng không? Dạ không. Nửa đêm em có nằm dưới đất em nửa đêm em không ngủ được, em lên trên khèo không? Dạ không. Tại vì đây số là em đi phụ hồ cho nên là kiểu như sức công cơ thể em nó cũng xuống cho nên là ít có làm về cái chuyện quan hệ đấy. Ừ. Nhưng mà đại loại là vợ không đồng, không mấy khi đồng ý. Dạ. Ờ. Em cho anh biết này, mẹ vợ em chia sẻ như vậy là có đúng không? Dạ đúng anh. À. Vậy là vợ em thường xuyên như vậy hả? Dạ thường xuyên như vậy. Em cho anh biết là gần đây nhất là trước khi vợ bỏ đi một thời gian ngắn nhất định. Dạ. Vợ em có đem tiền bạc về nuôi con hay mua đường mua sữa cho con hay là phụ giúp tiền nhà hay là mua bán đồ ăn không? Dạ có anh. Ừ. Em có thấy là bất chợt hoặc em vô tình em thấy là vợ nhiều tiền không? Dạ cũng có khi, nhưng mà có khi là em nghĩ nó đỡ dành nhưng mà em không biết là có đỡ dành hay không. Ờ đấy. Lúc em nhìn thấy vợ nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Dạ nếu như mà tính tiền số rồi luôn thì chắc tầm mấy triệu anh. Mấy triệu luôn hả? Dạ. Em nghĩ rằng bán vé số chỉ có mấy trăm tờ thôi thì không, tại vì mình bán mình thu vô trước xong rồi mình mới trả tiền cho người ta sau. À. Cho nên là em không có thể kiểm soát được tiền, với lại em ít khi kiểm soát tiền vậy em lắm. À. Em đi phụ hồ về hàng ngày mỗi ngày được nhiêu em? Dạ hồi trước em mới vào làm thì 3.8, bây giờ thì lên tầm 4.2. Ồ, tăng rồi đấy, vậy là tốt rồi. Nay mai lại lên ông chủ đấy. Nhưng mà từ từ thời gian nó phải còn dài. Nói chung là cũng rất mệt mỏi đấy, công việc lao động mà phụ hồ mà đúng không? Dạ. Hàng ngày á, hoặc là lâu lâu cuối tuần về em về có đưa tiền cho vợ không? Dạ thường là em lấy từ 400 đến 500, còn bao nhiêu là em đưa cho vợ em hết. À. Còn nhiêu đưa hết? Dạ. À. Thế là vợ em thời gian vừa rồi là cái tình cảm không dành cho em nữa hả? Dạ cũng có khi như vậy anh. Ừ. Bây giờ này anh hỏi em thế này, vợ em là một người phụ nữ rất trẻ. Dạ. Dù rằng hôm nay đi với mẹ vợ, nhưng mà anh nói thật với em như thế này, vợ em tuổi đời rất trẻ, ra ngoài đang bồng bột, đang bay nhảy uốn lượn ở ngoài kia có rất nhiều chàng trai trẻ và rất nhiều người có thể là nhỏ tuổi chơi bời ngỗ nghịch. Anh giải thích như vậy chắc em hiểu ha? Dạ hiểu. Vì vậy cho nên đôi khi vợ em bây giờ không nghĩ chồng và đặc biệt là con. Dạ. Đôi khi vợ em đang chơi vui vẻ, đang chơi cái nọ chơi cái kia. Dạ. Vì vậy cho nên quên hết rồi cái tình cảm mà tình nghĩa mẫu tử giữa mẹ và con và chồng. Có thể là bây giờ vợ em bỏ luôn rồi. Dạ. Vợ em đi với người khác như vậy. Em còn muốn tìm mẹ làm gì nữa đây? Dạ, nếu như mà không sống với em nữa hoặc là với mẹ đồ nữa thì về chỉ cần làm đơn ly hôn đồ hẳn thôi, rồi giờ em muốn đi đâu thì đi. Ừ. Chứ em cũng đâu có ép giữ tình cảm được anh. À. Vậy là 2-3 tháng qua là vợ em bỏ đi mất tích luôn. Dạ. Thế con nhà em thì bây giờ sữa đường học hành thì sao? Thì em phụ với mẹ vợ em chứ mình em thì em làm cũng không nổi. Mà mình nào không nổi. Mẹ vợ em thế nếu bây giờ vợ em đi luôn, vợ em bỏ luôn và bỏ con luôn thì khả năng chắc chắn thì em phải nuôi con. Dạ. Đúng không? Dạ đúng ạ. Nuôi vậy có cực lắm không con? Giờ có cực thì cũng hy sinh đời bố củng cố đời con. Giờ hy sinh đời bố củng cố đời con này đồng ý rồi. Nhưng mà đời bố thì phải hy sinh rồi. Dạ. Còn củng cố đời con được hay không thì tới đâu thì mình chưa biết. Dạ. Nhưng mà thời thế bây giờ là ăn học rất tốn kém đất thành phố. Đó, hai vợ chồng nuôi hai đứa con là đã là phức tạp rồi. Một mình em nuôi hai đứa trẻ nhỏ xíu này, cha già, con cọc rồi đã là khó đúng không? Nhưng đặc biệt là em này may mắn là em trẻ khỏe. Nhưng công việc của em này không ổn định. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Tiền đường, tiền sữa, tiền ăn, tiền học, gà trống nuôi con cái cảnh này khó khăn lắm em. Nổi không em? Hay là mình phương án là tìm lấy một người vợ khác thì người ta phụ mình một tay. Nếu như mà nghĩ về phương án lấy một người vợ khác thì em hiện tại không có đâu. Là chưa đúng không? Dạ. Nhưng mà trước mắt đó là phải gặp đã. Nếu mà bây giờ vợ em nói là vợ em bỏ luôn, gặp vợ dạ. Em bỏ là bỏ luôn là yêu người khác không? Em còn tìm nữa không? Dạ, nếu như mà bỏ luôn thì làm giấy tờ ly hôn hẳn thôi, rồi muốn đi đâu thì đi. Bây giờ hiện nay ấy, là gia đình em ở ngoài Nha Trang ấy, đúng không? Khánh Hòa ấy. Dạ. Có biết cái chuyện này không? Dạ chưa anh. Sao em không thông báo một mình em cam chịu hả? Giờ mình lấy vợ, giờ có sướng khổ cũng mình chịu, giờ đúng. Sao báo ba mẹ được. À. Trước đây ấy, em tìm hiểu vợ ấy, là gia đình em có đồng ý không? Dạ không. Lý do? Dạ là cũng chắc cũng tình trạng như vậy cho đỡ gia đình em biết hay sao, gia đình em không chịu. Là sao? Gia đình em biết trước này hả? Dạ. Cho nên không đồng ý? Dạ. Ồ, mà em vẫn cố tình, vẫn yêu đúng không? Dạ không, tại vì lúc đó là bị dính đứa con đứa đầu tiên rồi anh. À. Thì giờ phải chấp nhận thôi, giờ được không được. Dính bụng bụng to rồi. Dạ. Ôi giời ơi, ăn cơm trước kẹn rồi. Khổ quá. Vậy là bây giờ ấy, cái câu chuyện của em ấy là quá rõ như mồng 1. Dạ. Em biết 30 và mồng 1 không? Dạ biết anh. Ừ. Bây giờ là mẹ vợ em nói chuyện cũng rất rõ rồi. Bởi vì hôm nay là anh muốn, mục đích chính là muốn cho mẹ vợ em lên tiếng để anh biết là cái câu chuyện này nó tới đâu, đúng hay không nha. Dạ.
bây giờ này cuối cái cuộc trò chuyện này cũng rất dài rồi, cũng trên dưới 20 phút rồi. Mà nói chuyện này này chắc chắn là các cô chú anh chị đều hiểu rõ, mà thậm chí vợ em đang xem video này, anh khẳng định với em như vậy. Vì vậy cho nên em hãy nói chuyện điều gì đó, em nói chuyện thực tình cảm, tình nghĩa. Nói từ trước giờ có thể ấp ủ trong mấy tháng qua em không gặp vợ, em hãy nói chuyện lên đây để hy vọng là vợ em xem được, vợ em suy nghĩ lại rồi mời em lên tiếng. Giờ em cũng đầu tiên là em cũng đầu tiên xin lỗi vợ em trong cái cuộc cãi vã vừa qua, em cũng đánh vợ em mấy bạt tay, trời bạt tay đấy. Mà em nghĩ vợ em á, dù sao trẻ thì cũng còn trẻ, mà hai đứa con cũng đang chuẩn bị tuổi chứ, đứa đầu chuẩn bị vào ăn học rồi. Nghĩ xin vợ em á, nghĩ cho hai đứa con, nghĩ tương lai cho tụi nó, quay về phụ em lo đồ cho con, giờ không xuống chung cũng được, miễn sao phụ giúp em một tí một tay để lo cho con đang học đến nơi đúng chốn là được. Còn chuyện vợ chồng tình cảm thì để từ từ tính sau, chứ còn ở không ở thì tùy em quyết định thôi. Nếu như không ở thì cũng làm giấy lành mạch để tòa loãng thôi, rồi phụ anh nuôi con chứ. Giờ tự nhiên hai đứa có hai đứa con mà giờ bắt mình anh nuôi thì anh cũng nuôi không có nổi. Giờ chưa ăn học thì còn có thể lo được, chứ một khi năm sau 7 nó giờ ăn học rồi thì thật sự là anh một mình anh là anh lo không nổi đấy. Nếu như mà em coi được đoạn video này thì em coi suy nghĩ cho thật kỹ lại, chứ đừng có để mình vui một chút rồi đỡ con mình khổ cả đời. Mà em vui một chút đấy cũng chưa chắc gì em sướng cả đời đâu. Một ngày nào đó em nghĩ lại thì nó sẽ khác nữa, một khi em trưởng thành hơn thì nó sẽ có một cái suy nghĩ khác. Rồi lúc đó cái họ thì cũng giờ con nó cũng banh chành hết rồi, gia đình thì cũng tan nát hết rồi. Tại vì nếu như mà ở trên đời này mà có mua được chim thuốc hối hận thì em cứ việc tiếp tục làm, nếu như mà không có thì thôi em cứ nghĩ quay đầu về, không ai trách móc em cái gì hết, miễn sao em về em lo cho con đầy đủ là được. Còn chị em ở hay không ở với anh thì tùy em quyết định thôi. Đến giờ phút này anh hỏi thật em là em còn thương vợ không? Biết rõ rằng vợ như vậy còn thương không? Dạ còn chứ. Thương nhiều không? Dạ nhiều. Em thương vợ điều gì nhất? Dạ em thương là từ lúc mà nó còn nhỏ mà nó chịu đi búng gánh bấn bưng anh. Em thương nó từ đấy. Đúng ra là những người mà trẻ mà nhỏ mà khổ vất vả cuộc dạ. sống mưu sinh ấy, thì lẽ ra bây giờ có một cái cuộc sống hạnh phúc mà có chồng có con đúng không? Dạ. Là người ta phải vui vẻ, là phải chịu khó. Nhưng mà vợ em bay nhảy này thì anh không biết là bay đến khi nào. Anh đã từng gặp, anh không nói là tất cả nha, anh đã từng gặp một số người bán vé số, vừa bán vé số mà vừa bán ở trong khách sạn. Em hiểu ý nhau? Dạ hiểu. Anh không nói là cả nhé. Dạ. Nhưng mà có một số người như vậy anh đã từng thấy nha. Đấy là có thật. Vì vậy cho nên vừa rồi anh hỏi chuyện em ấy là anh biết rõ rồi. Có điều thôi, nói chuyện như vậy nha, thì mình cũng hiểu nhau đúng không ạ? Dạ. Các cô chú anh chị thừa hiểu rồi, chứ mình không cần nói toẹt ra làm gì đúng không? Dạ. Cô chắc cô hiểu ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ này con mời cô hãy lên tiếng, cô nói chuyện thẳng thắn trên video này, hy vọng con gái cô xem được, con gái cô tỉnh ngộ suy nghĩ lại để tìm cách quay trở về với mẹ, với chồng và với các con thơ của mình. Rồi mời cô lên tiếng. Nói chung là vừa qua mẹ cũng có xa chứ con, thì bây giờ con nghĩ cái tình mẹ khổ sở cho con hồi nhỏ giờ. Thì thôi con cũng bỏ qua cho mẹ. Thì mẹ cũng mong con về lo phụ cho chồng cho con, để cho cháu mẹ nó có cha có mẹ. Con xem cái clip này thì mẹ mong cho con nhanh con suy nghĩ lại, con quay về với gia đình. Chứ mẹ bây giờ con nghĩ đi, con đi chơi vui với bạn bè ở nhà, em con nó gánh một gánh nặng trên vai. Bây giờ mẹ với chồng con đi tìm con mấy ngày nay, con bí mì tôm nó là người ở nhà nó trông cháu, hai đứa cháu. Thì mẹ cũng xin lỗi con, có gì thì con bỏ qua cho mẹ. Mẹ nói những cái gì con Phật lòng Phật ý, con không vừa lòng con thì con cũng tha thứ cho mẹ. Dạ con cảm ơn cái cuộc chia sẻ của cô và của em trai. Hôm nay gia đình mình hai mẹ con gọi là từ Vũng Tàu mà chạy thẳng về Bình Dương để cầu cứu anh em mình ở Bình Dương, gọi là mẹ vợ và con rể. Hai gia đình mình hai mẹ con có đồng ý cho các anh em mình ở Bình Dương ghi hình và chia sẻ tất cả thông tin lên tất cả trang mạng xã hội để tìm con gái cũng như em trai tìm vợ không? Dạ có. Đồng ý à? Dạ. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây cái câu chuyện là thực sự rất đau lòng. Một người vợ vô cùng rất trẻ, năm nay mới 19 tuổi à, một người con hiện nay hơn 3 tuổi và một người con năm nay có 7-8 tháng tuổi. Mà không hiểu lý do nào đó mà người mẹ bán vé số mà thâu ngày thâu đêm suốt sáng, đến giờ phút này hú hí và bên những người bạn trẻ, có thể là trai hoặc gái. Và đến giờ phút này có thể là vợ đang suy nghĩ một cách lầm đường lạc bước.
Hy vọng là cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin chính thức em gái đang ở đâu, đặc biệt là khu vực ở Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên một người mẹ trẻ quay trở về với chồng và đặc biệt là với con thơ của mình. Và hiện nay thì cái cảnh mà gà trống nuôi con này mà nuôi những đứa trẻ này công nghiệp việc bấp bênh, đúng không ạ? Nuôi hai đứa trẻ này thực sự là chắc chắn là rất khó khăn và có thể sẽ nuôi không được. Hy vọng là em gái hãy quay trở về. Mình không thương mẹ, không thương chồng thì cũng phải thương các con. Bởi vì chính bản thân em là mang nặng đẻ đau 9 tháng vừa qua, phải nói là rất cực khổ, đúng không ạ? Nuôi con đến giờ phút này, sinh ra đã là khó, đúng không ạ? Đến giờ phút này nuôi còn khó hơn. Nhưng mà hy vọng là em hãy suy nghĩ lại để em quay trở về cùng với gia đình của mình. Cuối video cho phép công Trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.